Xin chào anh em. Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cả Shonen Action. Thì hôm nay mình có một chút muốn giới thiệu cho anh em một cái tựa game rất là hay. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu để vào luôn cái tựa game nhá, không cần phải lằng nhằng nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào luôn. Đây. Đầu tiên thì mình sẽ đánh gõ chữ tuni.vn nhá, tuni.vn. Rồi. Nó sẽ hiện ra ngay một cái bản thế giới vô cực. Wow, rất là đẹp đúng không nào? Cái background, cái thiết kế dựa trên vũ trụ ngân hà rất là đẹp. Có nhiều tính năng. Ui, cái này có cả cùng Hana đại náo Kizura nữa này. Rất là huyền bí đúng không nào? Có một cái đảo rồng thần, có một cái đảo đấu trường tối thượng, có dịch vụ chăm sóc khách hàng, hotline, có phòng không gian, nhập mã thẻ, đảo kho báu, chợ đen, bảng xếp hạng và nhà của tôi. Ở đây có hướng dẫn chơi nữa. Thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các anh em cái cách mà để sở hữu được những phần quà hấp dẫn thông qua cái trò chơi thế giới vô cực này nhá. Như anh em đã biết thì mình là một fan của Dragon Super và mình cũng rất hay đi sưu tầm những cái liên quan đến Dragon Super, như là những ấn phẩm hay là những cái bức tượng. Và đây thì công ty Tuni đã có những cái tấm thẻ rất là tuyệt vời ở trong những gói Tuni. Anh em chỉ cần mua những gói bim bim Tuni và mở ra trong đó có những cái thẻ. Anh em sử dụng những cái thẻ Tuni Dragon Ball Super đó để chơi game và dinh những cái phần quà cực kỳ khủng. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua cho anh em chút về cái tính năng của thế giới vô cực này nhá, cách để lấy phần thưởng. Đầu tiên thì trước hết là phải đăng nhập cái đã. Đăng nhập. Đây, đăng nhập tài khoản thì ở đây có hướng dẫn rất là chi tiết. Nếu bạn chưa có tài khoản thì bấm đăng ký tại đây. Mọi chi tiết là muốn liên hệ hotline này. Và bây giờ thì mình sẽ đăng nhập tài khoản nhá. Rồi, và bây giờ thì mình đã đăng nhập xong rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào thế giới vô cực để xem nó có những cái gì nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bước vào, đó chính là đảo kho báu. Chúng ta sẽ vào đảo kho báu đầu tiên. Đảo kho báu đâu rồi? Đây, đảo kho báu đây. Wow, vừa vào thôi mà mình đã nhìn thấy ngay những phần thưởng vô cùng hấp dẫn rồi. Phần thưởng combo thứ nhất đó là đột kích không gian. Đột kích không gian bao gồm 10 xe đạp ngọc rồng Chinix, 10 đồng hồ sức khỏe Misfit và 10 áo khoác Dragon Ball. Xe đạp để anh em đi học, đồng hồ để chúng ta đo lường sức khỏe, quá tuyệt vời đúng không nào? Nhưng mà điều kiện sưu tập trọn bộ 30 nhóm thẻ, thẻ nhóm từ G001 đến G030. Tiếp theo combo thứ hai, combo tia chớp thần tốc gồm 10 áo khoác Dragon Ball và 10 xe điện siêu cân bằng. Điều kiện là sưu tập trọn bộ 20 thẻ song đấu từ 1 cho đến 20. Combo thứ ba đó chính là 20 ba lô Dragon Ball, 20 tai nghe beat Dragon Ball và 20 áo khoác Dragon Ball. Đây là combo thế chiến binh vô cực. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đọc qua luật chơi nhá. Luật chơi đây, thể lệ chương trình hướng dẫn rất là rõ ràng và anh em có thể xem. Đọc qua một chút nhá. Cái thể lệ chương trình thì chúng ta sẽ xem. Tên chương trình khuyến mãi là thế giới vô cực này. Thời gian khuyến mãi, anh em phải lưu ý cái thời gian khuyến mãi này để chúng ta dinh những cái phần quà rất là đặc biệt. Đó chính là từ ngày 15 tháng 7 năm 2018 cho đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2018. Địa bàn thì tất cả các cửa hàng bán lẻ luôn. Rồi, bây giờ thì cái hàng hóa dịch vụ khuyến mãi và hình thức khuyến mãi thì anh em có thể tự đọc nhá. Mình chỉ lướt qua một tí thôi. Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mãi này, thẻ quà tặng. Trong mỗi gói bánh Tuni sẽ có một thẻ nhân vật, chơi game trúng thưởng, sưu tập thẻ đổi quà. Đây, loại 3 sưu tập thẻ đổi quà đây. Loại 1 thì thẻ quà tặng 100% này, trong mỗi gói bánh anh em mua thì chắc chắn sẽ có một cái thẻ nhân vật Dragon Super. Loại 2 thì chơi game trúng thưởng, áo thun Dragon Ball, xe đạp siêu chiến binh, bộ mô hình Dragon Ball cộng với máy PS4 Dragon Ball. Wow, cái máy PS4 này mình thích cả nhà. Loại 3 là sưu tập thẻ để đổi quà. Chúng ta sẽ có những cái combo mà mình đã liệt kê vừa nãy và cách làm thế nào để lấy được nó thì bây giờ mình sẽ nói rõ hơn nhá về cơ cấu giải thưởng. Cơ cấu giải thưởng thì chúng ta có rất nhiều giải thưởng. Giải thưởng đầu tiên là giải thưởng chọn bộ 30 thẻ nhóm thì chúng ta sẽ được cái combo xe đạp, áo khoác và đồng hồ. Nhưng mà chúng ta chỉ có 10 giải này thôi nhá. Tiếp theo, combo thứ hai bao gồm áo khoác và một cái xe trượt siêu tốc thì chúng ta phải sưu tập 20 thẻ song đấu từ số 1 cho đến số 20. Cái phần thứ ba đó chính là một ba lô áo khoác và tai nghe.
thì chúng ta chỉ cần sưu tập 55 thẻ đơn khác nhau thì chúng ta sẽ đổi được cái bộ combo này để dành đi học thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có thêm phần giải thưởng trên web nữa. Cái phần trên đó là anh em dùng thẻ để đổi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái giải thưởng trên web nhá. Giải thưởng trên web, anh em dùng thẻ mua ở trong gói Bim Tuni, chơi game trên web để chúng ta còn nhận được phần giải thưởng trên web nữa. Rất phong phú về cái giải thưởng nên mình hy vọng là anh em sẽ tham gia cực kỳ nhiệt tình. Giải thưởng thì có hai giải thưởng, đó là giải thưởng triệu hồi rồng thần và giải thưởng vô kiện, sự kiện cuộc chiến vô cực. Trong cái giải thưởng triệu hồi rồng thần thì có hai con rồng. Anh em nào xem Dragon Ball cũng biết có hai con rồng, đó là rồng 5X và rồng trái đất. Rồng 5X thì chúng ta có mô hình Dragon Ball của Bandai, của Figua và Brand Bresto. Còn về rồng trái đất thì chúng ta có áo thun Dragon Ball rất hấp dẫn đúng không nào. Giải thưởng sự kiện cuộc chiến vô cực thì chúng ta đặc biệt sẽ có xe đạp siêu chiến binh và máy BS4 phiên bản Dragon Ball. Mình vẫn rất là tò mò, không hiểu cái BS4 Dragon Ball nó như thế nào, nó đẹp như thế nào nữa. Hy vọng là anh em sẽ rất may mắn để giành được giải thưởng này nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xem qua một chút cách thức tham gia để mua gói bánh và có thể tìm thấy một thẻ. Đây, có 127 thẻ đơn khác nhau. 127 thẻ khác nhau, bao gồm thẻ đơn, thẻ song đấu, thẻ nhóm và thẻ nhân vật đơn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có đến xác định trúng thưởng đây. Trúng thưởng thì chúng ta sẽ gửi về cái... Nếu mà chúng ta sưu tập được 30 thẻ nhóm từ 1 cho đến 30 thì chúng ta nhanh tay gửi về cho ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ gửi cho chúng ta một phần quà tương ứng, đó chính là một xe đạp ngọc rồng, một áo khoác Dragon Ball và một đồng hồ sức khỏe. Thì anh em hãy sưu tập những cái thẻ và đổi quà để lấy những cái combo rất là thú vị và đặc sắc nhá. Chúng ta đến với thời gian đây, thời gian diễn ra sự kiện cuộc chiến vô cực thì ngày 28 tháng 7 cho đến ngày 29 tháng 7 thì nội dung sẽ là xe đạp siêu chiến binh. Tiếp tục ngày 11 tháng 8 cho đến ngày 12 tháng 8 thì sẽ là máy chơi game PlayStation. Ngày 25 cho đến 26 thì lại là xe đạp siêu chiến binh. Mùng 8 cho đến mùng 9 tháng 9 sẽ là máy chơi game PlayStation, nghĩa là cuộc chiến vô cực ấy, anh em canh đúng cái thời gian đấy vào chơi thì nếu mà đạt giải nhất ấy thì chúng ta sẽ được cái máy chơi game hoặc là xe đạp siêu chiến binh, tùy anh em lựa chọn nhá. 22 cho đến 23 thì là xe đạp, 29 cho đến 30 sẽ là máy chơi game. Vậy là nếu mà làm bản thân mình thì mình sẽ lựa chọn cái khoảng thời gian mà có máy chơi game PS4, bởi vì mình rất muốn có một cái máy chơi game PS4 phiên bản Dragon Ball để mình chơi thử xem nó thú vị như thế nào. Ok, còn về phần đăng nhập thì anh em phải đăng nhập số điện thoại và tên của mình, tên thật nhá, để có gì ban tổ chức còn gửi quà về. Ok, thì chúng ta sẽ lướt qua một chút về cái thể lệ chương trình như thế thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại để xem khám phá thêm thế giới vô cực nó có cái gì mới nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần nhập mã thẻ. Nhập mã thẻ thì chúng ta... Cái giao diện nhập mã thẻ nó rất là đẹp. Đây là Trunks, Super Saiyan Trunks đang ở trong saga của Black Goku và đang bắn một cái Ki Blast rất là to. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhập mã thẻ nhá. Cách nhập mã thẻ thì nó rất là đơn giản mà thôi. Cách nhập mã thẻ thì nó rất là đơn giản. Đầu tiên thì đây là chỉ số sức mạnh, đây là mã thẻ này và đây là cái hình tay kéo búa bao. Bây giờ thì mình sẽ nhập một nhân vật rất là đặc biệt đối với mình. Bây giờ thì mình sẽ nhập một nhân vật nha. Bây giờ chúng ta sẽ bấm No.046. Bây giờ thì nhập chỉ số sức mạnh là 5.000, chỉ có 5.000 thôi nhưng mà là mình rất là thích nhân vật này. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhập nhân vật này nhá. Đấy, chiêu mộ thành công Monaka. Anh em thấy chưa? Monaka mà. Monaka. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại nhá. Anh em có bao nhiêu thẻ thì anh sẽ nhập vào đây và sử dụng những cái thẻ này để đi chiến đấu, cực kỳ tuyệt vời luôn. Nào, quay lại nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhà để xem chúng ta có những cái thẻ gì nhá. Đây, chúng ta có rất là nhiều thẻ. Từ phần đây là phần Beerus xuống trái đất này, cho đến phần Freeze quay lại để trả thù này, cho đến phần vũ trụ thứ 6 này, rồi đến phần Goku Black Goku Saga này, rất là nhiều đúng không nào. Về phần dương thì mình có rất là nhiều ngọc rồng ở đây và rất là nhiều ruby. Quá tuyệt vời luôn.
Tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói qua về cái này mà thôi. Đây là tất cả số thẻ mà mình đã có được. Bây giờ thì mình sẽ quay lại và tiếp tục review cho anh em về thế giới vô cực nhá. Thế giới vô cực nó rất là còn nhiều điều ẩn chứa và mình rất là nóng lòng muốn cho anh em biết cái thế giới vô cực này nó ẩn chứa những cái gì. Bây giờ thì chúng ta sẽ bấm vào hướng dẫn chơi. Đó. Ok, anh em có thể bấm vào đây để hướng dẫn chơi game nhá. Nó rất là đơn giản và rất là chi tiết luôn. Đấu trường tối thượng, cuộc chiến vô cực này thì anh em sẽ chọn, đại khái là anh em sẽ chọn ra ba thẻ và sử dụng nút space bar để lựa chọn cái lực tấn công. Lực tấn công mạnh thì sẽ tiêu diệt được hết thẻ bài đối thủ. Ai mất ba thẻ bài trước là thua. Và thẻ bài, nếu mà một thẻ bài của bạn bị đối phương tiêu diệt thì đối thẻ bài đó sẽ bị tạm giam cầm. Còn về phòng không gian thì chúng ta sẽ chọn ra một chiến binh và một vị thần, sau đó chúng ta sẽ phối hợp. Nếu mà vị thần và chiến binh của bạn hợp lý thì nó sẽ phối ra một cái sẽ tạo ra một cái sức mạnh và tạo sẽ ra sẽ tạo ra một chiến binh với sức mạnh tuyệt đỉnh của riêng mình. Còn nếu mà bạn thất bại ấy, thì rất là đen và chưa buồn cho bạn, bởi vì bạn sẽ mất đi cái nguồn tài nguyên mà mình đã kiểu rất là khó để kiếm được. Còn về phần truy lùng quyền năng là một cái phần mà mình thấy khá là ổn. Khi mà chúng ta truy lùng quyền năng thì chúng ta sẽ ngẫu nhiên chơi với một người nào đó, sau đó chúng ta phải tìm được cánh cửa về đích. Và chúng ta khi mà về đích đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận một cái viên đá quý thì chúng ta sẽ lại sử dụng vào trong phòng không gian hoặc là sử dụng với rồng thần để ước. Rất là đơn giản đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ review đến cái phần mà mình rất là mong đợi từ nãy giờ, đó chính là đảo rồng thần. Đảo rồng thần thì chắc chắn sẽ có hai con rồng, đó là rồng trái đất và rồng Namek. Rồng trái đất thì trông giống như một con lươn, còn rồng Namek thì là rất là cơ bắp, bụng 6 múi các kiểu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào rồng trái đất trước nhá, bởi vì mình đang ở trái đất mà. Rồi rồng trái đất thì nói qua một chút về cái chỗ này thì rất là đẹp và có một con rồng trái đất hiện lên. Đấy, rất là ngầu luôn. Nhưng mà mặc dù như thế thì rồng trái đất vẫn rất sợ Beerus. Ở đây thì là cần thực hiện viên đá theo yêu cầu để thực hiện điều ước. Chúng ta ước thì chúng ta sẽ phải có những viên như là kim cương này, sapphire, bạch hổ, amber. Xong rồi những cái viên kim cương này chúng ta lấp đầy vào đây. Sau đó chúng ta sẽ bấm ước. Bấm ước thì sẽ ra một điều ước nào đấy. Ra một điều ước nào đấy mình cũng không biết là điều ước gì. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ xem ra điều ước gì nha. Bấm. Wow. Trời ơi, tiếc quá, bạn chưa đủ may mắn để nhận được quà. Cái gì đây? Không đủ may mắn để nhận được quà. Trời ơi, tôi đen như thế sao? Trời ơi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với con rồng Namek để chúng ta xem con rồng Namek nó sẽ hơn hay không. Rồi, đây. Đây. Wow. Rồng năm mắt đây. Rồng năm mắt 6 múi luôn này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đây, ước luôn. Mình đã có đủ viên ngọc lúc ấy mình sợ. Lại không đủ may mắn để nhận quà rồi. Ok, mình sẽ ước thêm một lần nữa. Mình đã đủ 7 viên ngọc rồng lúc nãy mình đã show cho anh em rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ ước lại một lần nữa để xem là có cái gì nhá. Trời ơi, không, hai lần ước không được quà mà bị từ chối. Rất là cục xúc. Ông rồng Namek cũng không thương tôi anh em ạ. Rất là buồn. Rồi, nói qua một chút về cái đảo rồng thần như thế thôi. Mình vẫn không may mắn để nhận được một điều ước nào. Nhưng mà mình tin chắc rằng anh em sẽ may mắn để nhận được một điều ước. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ, sau khi ước rồng thần xong thì chúng ta sẽ đến với phần truy lùng quyền năng nhá. Truy lùng quyền năng. Cần truy lùng quyền năng thì chúng ta cần 200 vàng. Hay vàng kiếm ở đâu? Vàng kiếm ở đâu? Vàng kiếm ở đấu trường tối thượng. Nhưng mà mình đã có vàng rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ truy lùng quyền năng. Truy lùng quyền năng thì như mình đã review cái cách hướng dẫn, mình review cái cách chơi rồi. Đó chính là chúng ta sẽ vào đây và chơi ai nhanh tay, nhanh mắt trước, về đích trước sẽ được một viên kim cương và dùng viên kim cương để ước ở đảo rồng thần. Thì chúng ta sẽ xác nhận tham gia nhé. Rồi. Đây giờ đang tìm đối thủ đây. Không biết có ai không. Chúng ta sẽ đi sử dụng cái nút, bốn nút di chuyển để chúng ta chơi cái phần chơi này. Và khi mà tìm được cái cửa, như cái cửa mình muốn thì mình bấm Enter để mình chui vào. Đây là cái cách chơi mà mình đã đọc
ở cái phần hướng dẫn chơi. Còn bây giờ thì mình xem có đối thủ nào không để chúng ta chơi nhá. Rồi, chúng ta đã ghép được với Vũ Thị Huyền Tươi, một tên bạn gái sao? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tìm ngay một cái hang để chúng ta chui vào. Nếu mà chúng ta chui vào một cái hang. Ơi, bạn ấy xuống rồi. Bạn ấy xuống rồi. Tao xuống theo đấy. Hi hi. Đây rồi. Mình biết chắc là bạn ấy xuống hang này mà. Vào đây nào. Vào được cái hang như ý, ai nhanh nhất, ai về đích nhanh nhất thì chúng ta sẽ. Ấy, cái hang này, cái hang này. Ấy, cái hang này. Rồi, chúng ta vào hang rồi. Lệch này. Ôi trời ơi. Trời ơi, hang đều rồi. Bạn ấy xuống trước rồi. No. Anh em vào cái hang. Bấm vào cái hang. Bấm vào cái hang. Rồi, vào cái hang. Rồi, bây giờ đi xuống đây. Để chúng ta có thể thi đấu này. Hết giờ bây giờ. Ơ, đùa. Ơ. Đây, chúng ta sẽ vào đây nhá. Để xem có đúng không. Ôi dồi ôi, chỗ kia mới đúng. Bạn đang đứng im kìa, cơ hội của chúng ta. Vào cái hang này, nhanh lên. Nhanh lên, rồi. Đi xuống, đấy rồi. Đi xuống, nhanh lên nào. Hang này luôn không. Yeah, mình là người chiến thắng. Và mình hoàn thành trong 80 giây. Mình nhận được một viên ngọc lục bảo. Ờ mát, yeah. Mình chiến thắng rồi. Luật chơi rất là đơn giản. Anh em vừa xem mình chơi rồi thì đi tìm cái hang đúng nhất ở trong 4 đến 5 cái hang giả. Và sau đó anh em chui vào đó, anh em sẽ xuống đến cái tầng cuối cùng. Làm như thế để xuống đến tầng cuối cùng. Ai nhanh nhất sẽ được một viên kim cương. Xôi. Và sử dụng viên kim cương để ước ở đảo Rồng Thần. Đảo Rồng Thần, gặp Rồng Thần trái đất để ước. Easy. Ok, thì bây giờ thì chúng ta đã xong truy lùng quyền năng nhá. Cái truy lùng quyền năng thì rất là kiểu phải rất là hồi hộp đúng không nào. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo. Đó chính là cái phần mình mong chờ nhất từ nãy đến giờ. Đó chính là phần đấu trường tối thượng. Đây rồi. Đấu trường tối thượng, đây rồi. Rồi, đấu trường tối thượng. Wow, đấu trường tối thượng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chơi thử một ván để xem nó đỉnh như thế nào nhá. Bây giờ mình sẽ chơi cái thử cái ván... ván này đi. Đây, phần thưởng là như thế này. Một là viên kim cương này, hai là vàng, ba là Tony, bốn là ngọc rồng, hai là happy. Chiến ngay. Rõ rồi. Chúng ta sẽ được chọn thẻ không? Ta và ngươi sẽ cùng quản tù tì để xác định lượt tấn công. À, bắt đầu. Mình chưa đọc xong nữa. Kéo. Lá đi. Ôi dồi ôi, thua rồi. Nó tấn công mình trước kìa. No. Biết thế đấy. Ok, mình sẽ đấy là cái trải nghiệm nha anh em, không tính. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng Vigito Blue. Sau đó là sử dụng xem nào, sử dụng ai đây? Sử dụng ai nhỉ? Ai đây? Rất là khó. Rồi chúng ta sẽ sử dụng người nào đây? Mình rất là thích những nhân vật mạnh mẽ. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng Goku Black. Đúng rồi. Và Zama Future Trunks nhá. Chúng ta chiến ngay nào. Mặt ngửa. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng ba nhân vật mạnh nhất mà mình cho là mạnh nhất để chiến đấu với đối thủ nhá. Rồi. Đây. Con gà năm, lính súng xính. Đây, tấn công. Đúng rồi, 100%. Tiêu diệt tức thì. Gohan à con. Cô tên này. À, Vegito. Chúng ta sẽ cho Vegito tấn công. Tấn công cô tên. Tấn công cô. Xịt rồi. No. Bắn trượt rồi. Rồi, Vegito. Kame cô tên đi. Kame Goten đi. Đúng rồi. Đã đi Goten. Bây giờ còn ai nữa? Pilaf à con. Goku Black luôn nè. Goku Black. Nào. Goku. Lại trượt rồi. Goku Black làm sao đây? Úi dồi ôi. Bắn Vegito kìa anh em.
bắn bi lát. Đi đâu? Chết này. Chúng ta được hai cái bánh snack và 20 đồng vàng trở về thành phố. Rồi, chúng ta đã lên level 2. Và bây giờ thì còn cái phần đại đấu trường nữa thì mình sẽ tiếp tục dấn thân vào cái đại đấu trường này để xem chúng ta còn cái gì nhá. Đại đấu trường, wow. Cuộc chiến vô cực lần 2. Cuộc chiến vô cực lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 8 cho đến ngày 12 tháng 8. Để cho các trẻ đã luyện công. Nghĩa là nó có một cái phòng luyện công ở ngoài kia mình đã để ý rồi. Chắc là sẽ vào đó luyện công, luyện ra những cái thẻ chiến binh rất là mạnh mẽ. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng những cái thẻ luyện công đó để mang vào cái cuộc chiến vô cực lần thứ 2 này. Những cái thẻ luyện công đó sẽ tấn công lẫn nhau và tìm ra người chiến thắng. Những cái thẻ luyện công đó sẽ đánh nhau và tìm ra người chiến thắng. Và sau đó thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều phần thưởng. Trong đó có một cái BS4. Mình rất thích BS4, mình nhắc lại một lần nữa, mình rất thích BS4. Và nhưng mà cuộc chiến vô cực nó sẽ chỉ diễn ra trong 2 tuần một lần mà thôi. Và lần tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 8 cho đến ngày 12 tháng 8. Nên anh em nào muốn có cơ hội sở hữu những phần quà hấp dẫn thì anh em hãy tham gia vào cái cuộc chiến vô cực lần thứ 2 này nhá. Rồi, thì đó chính là cái mình nói qua về cái cuộc chiến vô cực lần thứ 2 này. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ đến với cái phần mình rất là mong chờ từ nãy đến giờ, đó chính là phòng không gian. Chúng ta sẽ vào xem phòng không gian nó có những cái gì mà hợp thể với thần với người là mình thấy kiểu rất là mong muốn để vào xem rồi. Phòng không gian thì chúng ta có vũ trụ thứ 6, vũ trụ thứ 7 thì mình chọn vũ trụ thứ 7. Và chúng ta sẽ chọn ai đây? Vegeta bị hóa đen rồi. Goku bị hóa đen rồi. Chúng ta sẽ chọn ai đây? Mình chọn Goten đi, Goten rất là kiểu rất là đẹp trai giống Goku. Mình sẽ chọn ông Kaio đi. Được không? Hay là Beerus. Kaio đi. Bảo luyện công. Đồng ý. Thành công, chúc mừng bạn, đây chính là sự phù hợp vô cùng hoàn hảo. Hãy chờ đợi xem chiến binh của bạn sẽ ra là gì nhé. 14 phút nữa thì mình sẽ biết được cái chiến binh mình luyện công là gì. Rồi mình sang vũ trụ thứ 6 luyện công tiếp. Kappa với Vadus. Ôi thất bại rồi. Đấy, Kappa và Champa là hai cái sự hoàn hảo. Rồi, và tí nữa mình sẽ cho các anh em xem cái thành quả luyện công của mình. Và đây là thành quả sau khi đã đợi hai vũ trụ trong cái phòng luyện công đã xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái vũ trụ thứ 6 là gì nhá. Chúng ta sẽ xem cái vũ trụ thứ 6 thẻ mà chúng ta luyện công là thẻ gì. Thẻ Kappa tăng lên sức mạnh lên 13.000 power. Chiến binh của bạn đã sẵn sàng tham gia vào sự kiện cuộc chiến vô cực. Vậy là mình đã có một cái thẻ để sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến vô cực rồi. Thì anh em nên nhớ là để tham gia cuộc chiến vô cực thì thẻ của anh em phải được luyện công ở trong phòng luyện công thì mới tham gia được. Là vũ trụ thứ 7 là Goten đến lên 13.000 power rồi. Đến cái phần cuối cùng đó chính là phần chợ đen. Phần chợ đen thì chắc chắn sẽ có chợ và hoàng hóa rồi. Thì bán cái gì thì anh em sẽ xem nha. Bấm vào hàng thẻ đầu tiên này. Hàng thẻ thì anh em có thể trao đổi mua bán thẻ với nhau. Nếu mà anh em thiếu hay thừa thẻ gì thì cũng không phải lo nữa và trao đổi được hết với nhau. Và chúng ta có thể mua những cái thẻ ở đây. Đây là phần bán thẻ này. Bán thẻ. Và có cả bán gấp này, lẻ tẻ này, sale này và chọn bộ này. Có cái phần đánh thức dòng thần, siêu đại chiến vũ trụ và quyền năng dòng thần. Đó, siêu đại chiến vũ trụ luôn. Thì mình thử, mình không muốn bán cái thẻ gì đây cả. Để mình xem mua thẻ, xem có thẻ gì ngon không nhá. Đánh thức dòng thần. Đây. Rất nhiều đây. Bán gấp. Đặt mua. 2. Đó, chúc mừng bạn đã mua thẻ, mua thành công bộ thẻ đánh thức dòng thần của võ công đoàn. Đó, mình đã mua thành công cái bộ thẻ này rồi. Một cái thẻ này rồi thì anh em có thể, nếu mà thiếu thẻ nào thì anh em có thể vào đây mua. Nó có rất nhiều thẻ luôn. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại và chúng ta đến với phần hàng đá. Hàng đá thì ví dụ anh em thiếu một cái viên ruby thì anh em có thể vào đây để mua một cái viên ruby từ người chơi khác. Thì nó rất là dễ dàng và không cần phải kiểu mất chơi nhiều cái phần. Chúng ta sẽ không phải chơi nhiều cái phần truy lùng quyền năng để có những cái viên kim cương. Mà cái tỷ lệ ra viên kim cương mình cần rất là ít.
Thế nên là chúng ta sẽ cách nhanh hơn là chúng ta vào hàng đá và chúng ta chọn cái viên kim cương mà mình cần. Vậy thôi. Rồi, bây giờ thì quay lại. Và tổng thể thì cái tựa game này rất là hay. Nó phối hợp liên kết giữa các nhân vật và các thần với nhau. Thế nên là mình thấy cái tựa game này khá là hay. Và mình còn dung hợp được những chiến binh theo ý của mình nữa. Vậy nên thì là hy vọng là anh em sẽ tham gia và có thể dinh về những cái phần quà cho riêng mình nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của mình và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.